Lên em, kính anh em, đây là em Triumph Tiger 660. Đây là dòng ADV tầm trung để dành cho anh em đi phượt, đi đường trường ha. Và xe này thì cực kỳ zin. Xe này cực kỳ zin và lướt. Xe này hiện tại chỉ mới đi có gần 700 cây thôi, 600 mấy chục cây, gần 700 cây. Và xe thì vô dàn đồ chơi cũng khá là nhiều tiền nha. Dàn đồ chơi vô hết cũng khoảng tầm hơn 70 triệu đó anh em. Đó, xe thì trang bị cặp đèn Lupo ở phía trước nè, cặp đèn vàng phá xương, rồi thêm cặp đèn tun nữa. Đó, xe này là sáng như thần đèn luôn, bao anh em đi. Và xe ở đằng trước cũng như là nó có bảo vệ kích nước ha. Ở phía bánh trước cũng có gù chống đổ nè. Xe cũng trang bị bô full system từ cổ ra tới lon luôn. Và xe cũng đã máp rồi, chạy rất là mạnh và mượt. Đó, xe mà vô bô full system thì cái xe nó chạy khác biệt hẳn so với xe zin của hãng. Đó, và xe này là không té ngã đâm đụng nhanh em, bao anh em luôn. Xe có hai cái thùng hai bên nữa, hai cái thùng đi tour. Và ở đây thì cũng có thêm cái tay dắt nè, ba ga nè, để có thể anh em trang bị thêm một cái thùng top nữa cũng được. Đó, xe này đã vô rất là nhiều đồ chơi và xe này thì nó sẽ phù hợp cho những anh em cao khoảng tầm 1m7 trở lên nha. Bởi vì chiều cao yên của dòng ADV thì thường nó sẽ là cao. Đó, và xe này thì 80 mã. Đó, 80 mã lực nha. Sử dụng động cơ 3 xi lanh giống với cái dòng Trident á, Trident 660. Đấy, xe thì cũng đã trang bị Wood của hãng rồi. Wood này cũng 12 triệu nha anh em. Nếu mà anh em mua xe này thì cũng tiết kiệm kha khá khoảng 70 triệu đó. Đó, tiết kiệm hơn 70 triệu luôn. Đó, xe này lướt nha. Chỉ gần 700 cây thôi, xe có trang bị chống đổ ở phía trước nữa. Rồi anh em nào quan tâm tới chiếc Tiger 660 thì anh em cứ liên hệ với mình nha. Xe này lướt, bao chuẩn chỉ luôn, bao test hãng cho anh em.